quá sung sướng, rất là vui. Việt Nam mình hôm nay thắng là mình bất ngờ, không tưởng tượng được. Không thể ngờ đến là trận thắng hôm nay là trận thắng thứ hai, mà là trận thắng là đá mình hiệp phụ xong ấy luân lưu 11 mét mà Việt Nam mình thắng được hai trận như thế, mình quá hạnh phúc, không cảm xúc nào tả được. Mình bây giờ là mình rất hạnh phúc rồi. Bây giờ Việt Nam mình có thua, có vào chung kết thì giải ba, giải nhì thì Việt Nam mình cũng là đương kim vô địch của Đông Nam Á rồi. Nhưng nếu Việt Nam mình mà vô địch thì cái này là cả một đất nước Việt Nam mình 64 nhân thành thì đều là rất vinh hạnh, rất là hạnh phúc và rất sung sướng. Việt Nam ơi! 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 Cả nhà mình là Hoài An, mình là biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mình có nhớ lại cái khoảnh khắc năm 2003 khi mà SEA Games Việt Nam mình chiến thắng ấy ạ. Thì lúc đó là Hoài An cũng là một nhà fan hâm mộ và đi ra đường hòa mình cùng dòng người, mặc áo cờ đỏ sao vàng và hô vang Việt Nam vô địch, và thấy ai cũng đáng yêu vô cùng ạ. Thì hôm nay cảm giác đó lại quay trở lại, và hôm nay là lần đầu tiên sau khoảng độ 10 năm không xem bóng đá gì cả, không hề để ý đến bóng đá, nhưng hôm nay là mình được rất là có duyên được xem một trận rất là tuyệt vời. Và mình chứng kiến những khoảnh khắc chiến thắng của Việt Nam khi mà ghi hai bàn gỡ hòa, sau đó là cái khoảnh khắc mà chúng ta ghi bàn quyết định chiến thắng trong loạt đá luân lưu, thì cảm xúc gỡ hòa của mình nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ Việt Nam đáng yêu vô cùng ạ. Và đó là cảm giác rất hạnh phúc. Mình không xem từ đầu mà chỉ theo dõi ở trên các phương tiện truyền thông thôi, thì biết là Việt Nam chiến thắng ở cái trận đá tứ kết, và đến tứ kết này thì mình đã quyết định xem. Và với cái dự báo của mình ý, với tinh thần, với phong cách, với cái chiến thuật của huấn luyện viên, và đặc biệt là sự chuyên nghiệp của các cầu thủ của chúng ta, thì chắc chắn là Việt Nam sẽ vô địch ở trận chung kết. Việt Nam vô địch! Với tư cách là một cổ động viên của đội tuyển Việt Nam thì theo nhận định của cá nhân tôi, hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã chơi quá hay. Thực sự rất tôn trọng ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Chung Hee đã đề ra. Và hôm nay chúng ta chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay thì nếu để mà nói ấn tượng nhất, tôi vẫn ấn tượng nhất với thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay cậu ấy đã chơi rất ổn định và rất giữ được phong độ từ trận trước. Thực sự là cũng có những khoảnh khắc mà cái niềm tin có thể nó bị vơi đi một phần nào đấy, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay. Tôi đã theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu từ vòng bảng, qua 3 trận đấu vòng bảng đến trận tứ kết và trận bán kết ngày hôm nay. Nếu để với một người cổ động viên của đội tuyển Việt Nam mà kỳ vọng, thì tôi kỳ vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch. Thực sự với hai bàn thắng của Hải Con ngày hôm nay, cái cảm giác nó vỡ hòa trong một sự sung sướng và một sự tự hào của cái niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào của những người con Việt Nam, những người khán giả và những người dân Việt Nam ngày hôm nay. Việt Nam vô địch! 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 Thank you.
cảm xúc của tôi là vô cùng hạnh phúc trào dâng luôn. Là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, xem bóng đá Việt Nam hơn 20 năm thì đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Còn hạnh phúc hơn cả cái chức vô địch AFF Cup, tại vì đây là bóng đá của chúng ta đã vươn lên tầm châu lục, là hai trong đội mạnh nhất của châu Á và dưới tuổi U23, một niềm tự hào mà tất cả người dân tộc Việt Nam đều cảm thấy vô cùng là mãn nguyện. Quá là sung sướng. Ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ đều gây ấn tượng mạnh với chúng ta, nhưng mà người ấn tượng nhất và người hâm mộ Việt Nam cảm ơn nhất đó là huấn luyện viên Park người Hàn Quốc. Ông đã có những sự thay đổi người, gọi đầy những cái tính chiến thuật rất là cao và mang lại hiệu quả là vô cùng to lớn. Cảm ơn ông. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Sau mỗi bàn thắng của đội tuyển Việt Nam cũng như sau mỗi một quả phạt đền thành công, tôi đều xúc động và đều chảy nước mắt, một niềm tự hào và vô cùng lớn, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tự hào về Việt Nam. Niềm tin thì không bao giờ mất, nhưng kết quả dù có thua thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn ra đường, vẫn diễu hành như này, bởi vì đã giành được kết quả này là quá là tự hào và hạnh phúc và mãn nguyện với những người Việt Nam. Không có gì hạnh phúc hơn. Kể cả trận chung kết tới có thắng hay thua, chúng tôi vẫn ra đường diễu hành và dành những tình cảm tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam, những chàng trai U23 của chúng ta. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từ sớm để trang bị hết và huy động hết tất cả anh em để làm sao truyền tải nguồn động viên vô cùng lớn đến cho cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, dù thắng dù thua thì chúng tôi cũng vô cùng tự hào khi là người Việt Nam, và chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi vẫn ra đường dù thắng dù thua ở trận chung kết để trải nghiệm và hưởng thụ cái khoảnh khắc vinh quang ấy. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!